gì đây? Úi sợ, úi sợ, xoay con mẹ nó rồi. Xem nào, cứ hót mà xoay là đúng rồi nhá. Mấy các cụ bị thế này mới gọi là xòe mềm thế này. Các cụ chả biết đéo với chim, hơi tí xòe cái bảo mềm. Làm rồi nhá, bảo lấy luôn. Cảm ơn mọi người đã xem clip của Bộ Khánh Linh.